Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng, và trở lại phần cuối của chương trình thì chúng tôi sẽ dành toàn thời giờ để có cơ hội gặp cô Trinh và anh Lê Hồng Đức về chương trình Xe Lăn Tình Thương. Nhưng quý vị cho chúng tôi có khoảng 30 second để giới thiệu đến quý vị một trong những chương trình đặc biệt vào ngày 19 tháng 5 tới đây, và Lido Sài Gòn TV chúng tôi sẽ trực tiếp truyền hình. Kính thưa quý vị, đó là đám cưới giữa hoàng tử nước Anh Harry và nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ trưa ngày 19 tháng 5 năm 2018 và sẽ được phát hình trực tiếp trên kênh truyền hình của Lido Sài Gòn TV chúng tôi 56.7 và 18.9. Mời quý vị theo dõi vào lúc 12 giờ trưa ngày 19 tháng 5 tới đây, một trong những đám cưới của thế kỷ, đó là đám cưới của hoàng tử nước Anh Harry và nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle. Và trở lại chương trình, như chúng tôi đã nói với quý vị, đó là chương trình của Xe Lăn Tình Thương. Đến bây giờ thì chúng tôi được biết rằng quý vị đã thực hiện rất nhiều cái sự kiện giúp đỡ cho những người gọi là kém may mắn ở tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng được biết rằng là quý vị sẽ có một cái chương trình đặc biệt để gây quỹ. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị những người đại diện cho hội Xe Lăn Tình Thương, đó là cô Trinh và anh Lê Hồng Đức. Xin được thân ái gửi lời chào đến quý vị. Dạ, thưa kính chào anh Đoàn Trọng và xin kính chào Minh Nguyên và xin kính chào trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Dạ thưa Đức, xin kính chào anh Đoàn Trọng, kính chào cô Nhi Huyền và xin kính chào quý vị khán giả của Little Sài Gòn TV. Nhi Huyền, cô muốn theo dõi cái chương trình với Xe Lăn Tình Thương này, cô có ý kiến hỏi cái gì nè? Cho em, anh chị nói cho em biết một chút về cái chương trình của Xe Lăn Tình Thương này được không? Và cho quý khán giả biết là về vấn đề là cái chương trình mà tổ chức Xe Lăn Tình Thương rồi cái việc gây quỹ nó như thế nào? Dạ vâng, trước tiên xin mời anh Đức. Dạ vâng, thưa cái chương trình là hội Xe Lăn Tình Thương với mục đích là gây quỹ để có ngân khoản, có những chiếc xe lăn để giúp cho những người khuyết tật rất là nghèo ở Việt Nam, họ không có điều kiện để mua chiếc xe lăn, thưa cô. Dạ vâng, dạ thưa, thì hàng năm chương Xe Lăn Tình Thương gây quỹ để mua những chiếc xe lăn đem về Việt Nam để giúp cho những người thiếu may mắn ở tại Việt Nam. Và mỗi một chiếc xe lăn là 70 đồng. Tuy nhiên, để có được cái ngân quỹ để mua xe lăn thì hàng năm chúng tôi tổ chức một chương trình tiệc dạ tiệc gây quỹ. Và năm nay sẽ là vào ngày thứ 6, 1 tây tháng 6 tại Montsherry. Và với rất nhiều các ca sĩ như là Diễm Liên, Loan Châu, wow, Công Thành, Liên, Henry Trúc, yeah, và đặc biệt là có sự MC của Linh Mục An Bình, và được một sự ủng hộ của các em của Tổng hội Sinh viên, các hoa hậu và các á hậu của Tổng hội Sinh viên trong chương trình biểu diễn thời trang áo dài. Đó là chương trình gây quỹ hàng năm của chúng tôi tại Montsherry năm nay. Và kính thưa quý vị, giá vé chỉ 45 đồng mà thôi. Và chúng tôi rất mong được sự ủng hộ của quý vị khắp mọi nơi. Nếu quý vị ở xa không đến tham dự buổi gây quỹ được, xin mời quý vị có thể vào trang mạng xelantinhthuong.com hay là Facebook Xe Lăn Tình Thương để có thể ủng hộ cho chương trình. Và mỗi một chiếc xe lăn là 70 đồng và chúng tôi hàng năm sẽ đưa đến tận nơi cho các em, những người khuyết tật, những người thiếu may mắn tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, những hình ảnh mà quý vị thấy trên màn hình đó là những hoạt động hội Xe Lăn Tình Thương đến với tất cả những người nạn nhân kém may mắn. Và hàng năm thì hội Xe Lăn Tình Thương có một cái chuyến đi Việt Nam để giúp đỡ cho tất cả những cái nơi cần thiết về phương tiện xe lăn. Thế thưa anh Lê Hồng Đức và cô Trinh, thì năm nay quý vị dự trù là sẽ bao nhiêu chiếc xe lăn sẽ gửi về cho Việt Nam cho những em? Thưa, năm nay dự trù chúng tôi rất mong được khoảng cỡ 1.000 chiếc để gửi về Việt Nam. Và rất là mong muốn như vậy, nhưng mà còn tùy theo cái sự hưởng ứng và sự tiếp tay giúp đỡ của quý anh nhân tại đây và trong bữa tiệc đó.
Vâng, thế thì trong 1.000 chiếc thì quý vị cần phải có một cái ngân khoản cỡ tương đương cỡ bao nhiêu để quý vị có thể thực hiện điều đó nè? À, phải mà trên 40.000, bây giờ tới 70 đồng mà cứ nhân lên cho Kính thưa quý vị, những hình ảnh quý vị thấy như ban nãy và bây giờ thì quý vị thấy những người nạn nhân kém may mắn, họ cần sự giúp đỡ của chúng ta. Từ phía khi những hình ảnh của những vị tu sĩ công giáo, của những vị Phật giáo đã tham gia vào chương trình này. Và đây là một cái nghĩa cử cao đẹp của những người chúng ta có điều kiện sinh sống tại Hoa Kỳ và chúng ta nhớ đến những người kém may mắn hiện nay tại quê nhà. Thế thưa anh Lê Hồng Đức và cô Trinh, thì cái bữa tiệc thì ngoài cái số tiền này ra thì tất cả cái chương trình này nó đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, thì quý vị có muốn tất cả những ai tham gia với chương trình, quý vị muốn gửi tiền cho quý vị thì gửi ở đâu và gửi với ai nè? Thưa kính thưa quý vị có thể vào xelangtinhthuong.com hay là quý vị có Facebook, xin mời quý vị vào Xe Lăng Tình Thương, quý vị có thể ủng hộ và đóng góp ngay tại trên trang mạng. Nếu không, quý vị có thể gọi về số điện thoại 714-654-7699, 714-654-7699. Và kính thưa quý vị, dĩ nhiên là chúng tôi mong muốn có được sự đóng góp của quý vị càng nhiều, vì nếu chúng tôi có tài chánh thì chúng tôi sẽ đưa về hơn 1.000 chiếc xe nếu có thể được. Như năm vừa rồi, chúng ta đã đưa về được 1.400 chiếc xe, phải không? 1.440 chiếc. 1.440 chiếc, anh Lê Hồng Đức. Một cái con số rất là kỷ lục ha. Vâng, tuy mặc dù là thật sự ra là con số nghe thì nhiều, nhưng mà thật sự ra cái sự, như cái nhu cầu ở Việt Nam, nó có con số nó cần rất nhiều hơn nữa. Thành ra, chúng ta mong rằng là có sự tiếp tay của tất cả mọi người, phải không? Vâng, thưa đúng, là cái theo cái tỷ cái con số của bên hội Caritas lấy cái dữ liệu từ Bộ Thương binh và Xã hội của Việt Nam, đó là tới 7.8% dân số bị khuyết tật và cần số xe lăn, cho nên cái số đó là nó tới hơn 7 triệu người. Con số rất là nhiều. Chúng tôi làm hết cái khả năng thôi chứ không biết là tới đâu, và cũng những cơ quan khác họ cũng cho nữa, nhưng mà mình làm theo hết cái khả năng của mình. Hồi nãy anh có hỏi đó là bây giờ nếu mà 1.000 chiếc là ít nhất chúng tôi phải có 70.000 đô la, thì hy vọng là vâng sẽ được quý vị đóng góp và giúp đỡ cho hội Xe Lăn Tình Thương của chúng tôi. Vâng, kính thưa quý vị, Xe Lăn Tình Thương đã hoạt động trên nhiều năm qua tại Hoa Kỳ cũng giống như tại Việt Nam. Họ là những người thiện nguyện và vô vụ lợi. Kính thưa quý vị, đây là một tổ chức vô vụ lợi. Thế cái chi phí đi đứng từ đây đi về Việt Nam mà lo như vậy thì quý vị cũng cần phải có một cái số tiền chứ, hay là từ quý vị đi quý vị phải volunteer, quý vị bỏ tiền túi ra nè? Vâng, thưa chúng tôi đi là ở tiền túi của chúng tôi phải bỏ ra hết ạ. Tất cả những cái chi phí khách sạn, ăn uống và di chuyển đều mình phải bỏ ra hết. Và tất cả ở đây, những anh chị em thiện nguyện ở đây làm việc, đóng góp là cũng bỏ ra hết. Vâng, việc trước tiên vào ngày 1 tháng 6 tới đây, quý vị có điều kiện đến chia sẻ, đóng góp một bàn tay với hội Xe Lăn Tình Thương như qua lời của cô Trinh và anh Lê Hồng Đức cho biết. Tất cả những tiền quý vị giúp cho hội Xe Lăn Tình Thương đều trực tiếp đến tất cả các nạn nhân qua cái cụ thể là vấn đề cung cấp xe lăn cho họ. Tất cả cái phương tiện di chuyển đi đứng từ Việt, từ đây đến về Việt Nam, ăn ở, tất cả những thành viên trong hội đều do tất cả những người thiện nguyện này tự lo lấy và không sử dụng đến cái đồng tiền của quý vị đóng góp cho hội. Như hiện muốn nói fly này đẹp hơn. Vâng, fly thì đẹp, mà nếu đóng tiền cho người ta thì càng đẹp hơn, phải không? Vâng, thì chỉ có đẹp, có những cái fly này có để ở đâu? Dạ thưa, tên fly có để tất cả các nơi đó, phần nhiều là tại những cái chỗ mà cơ sở thương mại đó, vâng. Và có như là ở đây có thông báo như là những đài TV để có cho phép chúng tôi để lên đó, vâng. Thưa quý vị, là dĩ nhiên chúng tôi cũng vâng, chúng tôi cũng rất tiếc là không có nhiều thời giờ, bởi thế chúng tôi muốn dành thời giờ cho quý vị, muốn nói với khán thính giả, với tất cả những người chưa biết Xe Lăn Tình Thương hoặc đã biết Xe Lăn Tình Thương và quý vị sẽ muốn trở thành những thành viên để giúp đỡ trong chương trình của Xe Lăn Tình Thương. Mời quý vị. Vâng, chúng tôi kêu gọi sự đóng góp của tất cả quý vị về tài chính cũng như nhân lực, nếu quý vị có điều kiện có thể giúp chúng tôi. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào chương trình chúng tôi, và đặc biệt xin cảm ơn anh Đoàn Trọng và cô Nhi Huyền. Vâng.
Cảm ơn. Rất mong sự ủng hộ của quý vị. Xin quý vị vào trang mạng xelangtinhthuong.com hay là Facebook Xe Lăng Tình Thương. Rất trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, vừa rồi là hội Xe Lăng Tình Thương, một trong những từ thiện vô vụ lợi với một cái mục đích giúp cho tất cả những người khuyết tật và những người kém may mắn có phương tiện đi lại. Như anh Lê Hồng Đức vừa đưa ra, một cái con số rất lớn những người Việt Nam hiện nay đang cần có nhu cầu xe lăn để giúp cho họ. Tuy nhiên có thể nói là việc làm của chúng ta cũng là muối bỏ biển, nhưng ít nhất cũng có những giọt muối rơi xuống biển để làm cho cái tình thương giữa con người với nhau trở nên có thể nói tốt đẹp hơn. Như là góp gió thành bão phải không anh? Không biết có được bão hay là không nữa. Nhưng mà kính thưa quý vị điều trước tiên quý vị đến với cái bữa tiệc dạ tiệc vào ngày 1 tháng 6 tổ chức tại nhà hàng Montgeri. Quý vị liên lạc với tổ chức Xe Lăn Tình Thương qua số điện thoại mà chúng tôi hy vọng sẽ gửi đến quý vị trong giây lát, để rồi quý vị có những cái đóng góp trao tặng cho hội nhằm hội đó tổ chức được những cái gọi là công việc từ thiện đáng quan tâm. Một lần nữa xin thay mặt cho Radio Sài Gòn TV cũng giống như Cà Phê Sáng, xin cảm ơn quý vị đã đến để chia sẻ những tin tức của quý vị đến với cùng với đài chúng tôi, và hy vọng chương trình của quý vị thành đạt được thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và kính chào. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng, và quý vị vẫn giữ 56.7 và 18.9 để cùng với Hoàng Trọng Thủy và Thảo Yên qua Thời sự Thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị.